Đây, trên quãng đường đi vào bản ven thì chúng tôi gặp được một khu du lịch, đây gọi là khu du lịch Xuân Lương, nơi hội tụ và phát triển nhiều làng nghề. Ở đây có thác Ngà, thác Lũng Tình, hồ ven suối, nhà sàn, đình Xuân Lung, chè xanh bản ven là cái chỗ mà mình mới đi qua, chè xanh bản ven, chùa Minh Xuân, đường lên cây lim. Cây lim 1.000 năm tuổi và đền giếng hồ Ngạc Hai đấy. Và bây giờ chú cháu mình sẽ lên xem tham quan cây lim 1.000 năm tuổi đi. Xin chào tất cả mọi người, anh em chú cháu hôm nay lại tiếp tục cuộc hành trình để khám phá những miền đất lạ của xứ sở Yên Thế. Và điểm nhấn hôm nay là tham quan cây lim 1.000 năm tuổi này. Đây là đường lên của cây lim 1.000 năm tuổi. Cây lim này đã được nhà nước công nhận là di sản mà được bao nhiêu năm nay, tuổi thọ cây lim là hơn 1.000 năm tuổi. Hồi xưa nó tự mọc hay là ai trồng của chú nhỉ? Tự mọc à? Chính ra là cứ mỗi ngày leo này là được. Vâng. Thể dục. Những bậc đá này là xây từ hồi lâu rồi này. Mọc rêu hết rồi này. Vâng. Dạ. Quỳ cây lim này. Cây lim này là chú để dọc đường này, tí mình quay xuống mình lấy mũ này. Đây, cho các bạn chiêm ngưỡng cây lim hơn 1.000 năm tuổi ở khu vực Yên Thế. Cái này 4 anh em chú cháu mình ôm được không? Đấy, mình ra mình thử. Không hết được. Không hết được, to nhỉ. Có cả đèn thờ kìa. Đèn thờ cây lim. À, đèn thờ cây lim. Chắc nó phải có cái tích gì người ta mới thờ. Công nhận từ năm 2016. Vâng. Đây, cây lim rất chi là to. Đây, mình quay từ dưới lên cho các bạn xem. To lắm, ui dồi ôi. 4 người. Cực kỳ to luôn. Đây, cây lim đây. Ui. Nào quay đây. Vâng, đây. Cháu quay đây. Đấy, hôi rồi. Không thể hết rồi. 5 người. 5 người. Vâng, đấy. 5 người mồm hết. Đây. Cây di sản Việt Nam. Đấy. Làng Xuân Lung, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Công nhận 2016. Đấy. Cây di sản Việt Nam ấy. Nhìn thấy tổ ong ở trên. Ồ, họ còn mắc cả điện này. Chắc là khi mà đông khách thì là mắc điện lên trên cây cho nó sáng. Cho nó đẹp. Tỏ thế. Ôi, thì cái cảnh kia bây giờ nhỉ, trên này. Không, cây này thì cây riêng. Đây. Và bên cạnh thì có một cái đèn thờ nho nhỏ. Đây. Đèn thờ nho nhỏ. Đấy. Mình sẽ vào bên trong cho các bạn xem. Đây, đây là bức ảnh cây lim hồi cây còn nhỏ. Chắc là cũng phải nhiều năm về trước. Bằng công nhận cây di sản, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tặng bằng công nhận cây di sản Việt Nam cây lim xanh. Đấy. To thật. Thế làm gì đi đâu xa, ngay trong tỉnh thôi cũng có rất nhiều điểm để các bạn có thể tham quan, check in. Đền thờ thần mộc đây này, ngay cửa đây chú anh, đây này. Đây này. Đền thờ thần mộc
tức là đền thờ cây lim. Đây, cây lim chúng ta to thế. Vâng. Cái này hình như là nõi sau rồi, cái đoạn gãy này nó chật nõi như là chật nõi chật nõi ai không mấy cái tỏ cái này mấy đúng ngàn năm rồi đó, 2000 năm nữa rồi, 2000 năm à, hơn rồi 16 rồi. Đấy, quay cái mặt của mình để cho các bạn có thể biết được là mình đang có mặt ở đây. Hiện tại mình đang có mặt ở cây di sản Việt Nam, cây lim, ở khu vực là xã Xuân Lung, huyện Xuân Lương của Yên Thế. Thôn bản Xuân Lung. Bản Xuân Lung. Xã Xuân Lương. Đúng rồi. Huyện Yên Thế của tỉnh Bắc Giang. Đây cây nó mọc rêu này. Mà mấy lần hội đây này cũng chưa đến đâu gì. Không mở mất luôn đi. Cây rất to. Đấy. Vâng. Rồi, mình tạm biệt cái cây di sản này, mình di chuyển qua bản ven. Vâng. Cây này có một cái view cũng rất là đẹp này. Đấy. Nhìn xuống là đẹp luôn. Mà trong đây nè. Vào thẳng đường đây. Vào đây còn đâu? Trước làm vàng chưa? Đường này anh chưa vào đâu. Đi vào đây. Đây đây nó chỉ đường lên bút tên này. Nhớ không? Vâng đúng rồi. Chỉ bút tên là mình cứ đi thẳng thẳng à. Đi hết, hôm nay phải đi hết. Thấy thịt kết cả về. Ui cái hồ này nhiều cá thế.